Nhà đẹp giá rẻ anh chị ơi, bữa nay phù hợp với ngôi nhà này cho anh chị công nhân mình mua căn này về ở nha. Chủ có hỗ trợ cho anh chị trả góp luôn. Em là nhà đất Minh Xem Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Trung An của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang để quay giới thiệu cho anh chị một ngôi nhà. Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược về vị trí con đường và hướng đi cho anh chị mình xem và tham khảo luôn. Hướng trên màn hình anh chị đang xem, đây là hướng mình đi ra ngoài tỉnh lộ 864, ra ngay khu công nghiệp của Mỹ Tho luôn. Khoảng cách từ ngay vị trí ngôi nhà mình mà ra tới khu công nghiệp của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì tầm khoảng 500 mét là tới rồi nha anh chị. Và cũng hướng này, anh chị cũng đi về Ủy ban dân xã Trung An, ngay đó có chợ Trung An và trường học cấp 1, cấp 2 đồ luôn. Và nếu anh chị sau này về anh chị đi chợ gần hơn thì anh chị đi chợ Bình Đức cho nó gần nha. Từ đây đi chợ Bình Đức thì khoảng 1,2 km là tới. Còn từ đây mà ra Ủy ban dân xã Trung An rồi chợ trường học thì 1,8 km lận nha anh chị. Nó nhưng mà mình đi ra ngoài khu công nghiệp thì tầm khoảng ra tỉnh lộ 864 á thì tầm khoảng chỉ có 500 mét là tới à. Mảnh này phù hợp cho anh chị công nhân mình không cần phải ở nhà trọ nữa, mình mua một cái ngôi nhà này về mình ở rồi mình đi làm gần khu công nghiệp cho nó tiện luôn nha, bởi vì chủ có hỗ trợ cho mình là trả góp, giá chỉ có 490 triệu à cho cái ngôi nhà chủ đã cất sẵn luôn anh chị ơi. Và đây là cái vị trí đường này cũng thông luôn. Anh chị đi thẳng qua bên đó, anh chị quẹo quanh đây, anh chị cũng ra ngoài tỉnh lộ 864 luôn. Đó, bây giờ để xem sẽ di chuyển vào cái ngôi nhà mình. Tổng diện tích hết ngôi nhà mình luôn là 64,5 mét vuông. Trong đó là cây lâu năm chứ chưa có thổ cư nha anh chị. Giá chỉ có 490 triệu à. Giá này anh chị có thể về gặp trực tiếp với chủ để nói chuyện nha. Nếu như anh chị nào thấy phù hợp cái vị trí là xã Trung An của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645, xem sẽ dẫn anh chị đến xem ngôi nhà này rồi gặp trực tiếp chủ nhà luôn để nói chuyện luôn nha anh chị. Nói đường mình thì xe ba gác cũng được mà xe máy cũng được chứ ô tô thì không được nha anh chị. Nói em đã di chuyển tới căn nhà mình rồi. Nó diện tích nhỏ cho nên giá nó cũng vừa phải nha anh chị, phù hợp cho anh chị công nhân mình về mình khỏi ở trọ mà mình sở hữu ngay căn nhà này luôn. Tính từ miếng này nè anh chị, ngang qua là 1m30 và mình có cái chiều sâu vào hai cạnh bằng nhau luôn là 24,50. Phía sau mình ở hậu là 4m nha anh chị. Tổng diện tích hết ngôi nhà mình luôn là 64,5 mét vuông. Nó ở đây thì chủ cũng có vô điện rồi hết rồi, điện nước wifi đều có đầy đủ hết luôn và cái hệ thống thoát nước chủ cũng đã làm sẵn luôn rồi, cho nên anh chị chỉ về ở à. Nó nhưng mà đặc biệt một điều là chủ sẽ hỗ trợ cho anh chị là trả góp cũng vẫn được nha, những ngôi nhà rẻ bán cho công nhân ở anh chị, mình khỏi ở trọ luôn. Nó mình sát bên mặt tiền đường này luôn nha. Ở đây là do các nhà đồ được là không có dướng vô cái quy hoạch gì hết nha anh chị. Nói cho nên anh chị an tâm cái phần đó luôn. Đẹp cái là mình có hai cạnh đều nhau luôn. Sâu vào là 24,50. Phía sau mình nở hậu là 4m. Nó mình đi cái đường bên hông này cũng được nữa nè. Trước khi bước vào vô nhà thì em quay về hướng mặt tiền của ngôi nhà mình. Mặt tiền của ngôi nhà mình thì xây về hướng hướng đông bắc nha anh chị, cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy á, để tiện tham khảo luôn. Còn tính từ ngay cái vị trí ngôi nhà mình mà về ngay trung tâm của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì thời gian đi khoảng 11 phút à, khoảng cách chỉ có 5,2 km à. Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, xem sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà anh chị về tới đây, thời gian đi là 1 giờ 16 phút, khoảng cách là 64 km. Nói vừa gọi là em lên cái định vị Google Maps khoảng cách cho anh chị mình xem. Bây giờ để xem bước vào bên trong luôn nha. Như em đã nói ngôi nhà này phù hợp cho anh chị nào mà làm công nhân, làm công ty gì nè. Ở gần ngay khu công nghiệp mà. Mình mua về mình ở thì
thì mình cũng không cần phải xây cất về khỏi ở trọ luôn nha. Đó. Đó, anh chị thấy ha, phía tên thì chủ cũng đã đóng la phong rồi hết luôn rồi. Nó bước vô cái này cũng như mình tính cái phòng khách, sau đó mà mình sẽ đi dài ra phía sau luôn. Đây anh chị thấy ha, hệ thống đèn nội chủ cũng có làm sẵn luôn rồi. Thay vì mình ở trọ thì mình không cần ở trọ, mình mua căn nhà này chủ sẽ hỗ trợ cho anh chị trả gấp lần lần lãi suất theo ngân hàng đó anh chị. Giá chỉ có 490 triệu thì nó rất là phù hợp với anh chị công nhân này. Đó, mình đi sâu vào là 24,50, tức là đó, đây là phía sau của mình đây. Bên đây thì mình có một cái toilet luôn. Đó, anh chị nhìn thấy ha. Nó hai mặt tiền luôn nha anh chị. Nó phía bên đây mình có cái đường đi thẳng ra ngoài tỉnh lộ 864 được luôn đó. Còn cái hệ thống nước thì chủ đã làm cho thoát nước xuống dưới phía dưới luôn. Nó đây là cũng khu dân cư không nha anh chị. Đó, anh chị nhìn thấy đó. Rồi nếu nhìn chị nào thấy phù hợp cái vị trí này, địa chỉ là xã Trung An của thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang thì anh chị liên hệ cho xem nha. Từ đây mình ra ngoài tỉnh lộ 864 ngay khu công nghiệp của thành phố Mỹ Tho thì tầm khoảng 500m đó. Đó, phù hợp cho anh chị công nhân mình mua cái ngôi nhà này mình ở, mình khỏi tốn tiền nhà trọ, sau này mình được sở hữu ngôi nhà luôn. Rồi đến đây thì xem cũng xin kết thúc video. Nếu như anh chị thấy phù hợp thì alo ha. Còn bây giờ em cũng xin chào và hẹn gặp lại anh chị video tiếp theo.